Chào các em. Sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 1 trong sách giáo khoa Sinh học 6 trang 141. Đề bài như sau: Thế nào là phân loại thực vật? Vậy để trả lời được câu hỏi này, các em hãy xem lại phần lý thuyết trong mục một nhỏ, phân loại thực vật là gì? Sách giáo khoa trang 140. Sau đây cô và các em sẽ cùng đi luôn vào lời giải chi tiết. Với khái niệm, phân loại thực vật chính là việc tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau của các dạng thực vật rồi chia phân chia chúng thành các bậc phân loại. Như vậy cô và các em đã trả lời xong câu hỏi số 1 trong sách giáo khoa Sinh học 6 trang 141.